Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Channel của Thắng. Hôm nay sẽ là tập 2, 100 ngày sinh sống trong thế giới Minua núi lửa của Thắng. Thì ở cái tập 1 Thắng chưa làm lên cái trò trống gì cả. Nhưng mà ở cái tập 2 ngày hôm nay Thắng nhất định sẽ làm lên trò trống. Ấy, Thắng lại tìm thấy, ui đừng có phi, đừng có phi. Thắng lại tìm, sao cái con này nó cứ phi mình nhỉ? Cái tên người dã nhân này, này thì vị phi này, phi tiếp đi, phi tiếp đi. Thắng lại tìm đến một cái hang nữa rồi nha. Ôi, Thắng đào được bao nhiêu đồng với cái sắt rồi mà lại tìm đến một cái hang nữa. Mà đồng với sắt thì nó có quý hiếm gì đâu, nó đầy ra này. Đấy, ui quá ơi, cây lấm gì xịn này. Ui, cây lấm này nhìn có vẻ giống. Ui, 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 đừng có quánh mình à. Đừng quánh mình, bạn ơi, tha cho mình đi. Bạn ơi, tha cho mình đi, mình có vào nhà bạn thôi. Bạn, mình vào nhà bạn một lúc thôi. Ok, rồi các bạn ơi. Wow, bao nhiêu đồng luôn nè. Ui, bây giờ là không có quốc chim xịn mà khối sắt này nhìn khác hẳn với ngày xưa luôn. Ui, đừng cứ oánh mình, trời ơi, mình còn một chút xíu máu thôi mà bọn này cứ bắt lạt mình nhỏ. Tát cái sự luôn. Đây là sắt nha các bạn nhá. Đây là sắt nha, thấy chưa? Một quặng sắt nè, mình đào được bao nhiêu quặng sắt rồi. Ui, trời ơi, ui. Cái cô bé sắc sơn nè, bây giờ mình mới biết là cái cô bé bán đường ấy, bán đường nhưng mà đeo mặt nạ của sắc sơn. Ok thôi, nhiều sắt mi đồng rồi, bây giờ anh sẽ trở về cái hòn đảo của Thắng. Đây nhá, bây giờ Thắng sẽ lấp cái chỗ này vào. Khi nào mà Thắng cần đi mai thì Thắng sẽ xuống cái hang này, đánh dấu. Đánh dấu, hắn ba block luôn. Ok rồi, à các bạn ơi, đây đây này, có một vài cái bông. Thì cái bông này để chế tạo ra cái yên cưỡi nha. Hôm nay là Thắng sẽ, ui, phải dùng cái reel này các bạn này. Hôm nay là Thắng sẽ thuần hóa cái con bò ở thế giới Minua này để nó sẽ cày bừa cho Thắng. Một cây bông này, Thắng là phải tìm 5 cây bông. Ôi trời ơi, lại đầy rương rồi. Vứt cái gì đi bây giờ ta các bạn. À đây, bên này bao nhiêu cây bông luôn nè. 2 cây bông nè. Ui, bên này có cả bông nữa nè. 3 cây bông này. Ui, ui có cả cỏ luôn các bạn ơi. Đây này có đồng nè, trời ơi. Nhiều kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà trời nó tối mất tiêu rồi các bạn ạ. Rồi mình cắm đua pha nào. Đây này các bạn ơi, chỗ này nhiều quả kinh khủng luôn. Đây đây đây, đây. Mấy cái quả dại này. Đó, có quả dại rồi nha. Ở cái phiên bản cũ thì ít quả dại lắm, nhưng phiên bản mới này bao nhiêu là quả dại luôn. Thôi xong, 2 tiên dại nhân ở dưới này nè. Ý, về tới nhà rồi nha. À các bạn ơi, Thắng đã làm cái ngôi đền của cái LBC bán đồ này trở thành cái ngôi nhà của Thắng rồi. Trời ơi, mấy cái con này có định đánh mình như thế nào nhờ. Nè, cho chúng mày ở ngoài leo 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 leo. Giờ đố chúng mày vào đây lên nào các bạn ơi. Lao vào đây đi, leo leo. Ui, nó phá cửa của mình mất, từ từ mình phải đi ngủ nhá. Đi ngủ nha. À nha, giường bây giờ có thể ngủ được ở ban ngày nữa. Khi mà ngủ ban ngày thì chúng ta để hồi được sức khỏe này, hồi máu này, hồi độ đói độ no này. Ui, mấy con bướm này, đúng rồi. Ơ, rõ ràng ở tập trước là mình có cái vòng hoa mà, nhưng mà không biết cái vòng hoa ngày hôm nay nó mất tiêu rồi. Khi mà Thắng đeo cái vòng hoa đấy nhá, là tất cả các con bướm nó sẽ đi theo Thắng này. Rồi, tí nữa Thắng sẽ chế cái vòng hoa cho tất cả các gen, chỉ cần đi hái hoa để làm thành cái vòng hoa thôi. Rồi, bây giờ là Thắng sẽ làm ra một cái bàn chế tạo không này. Nói chung là hôm nay Thắng sẽ làm ra cái bàn chế tạo bằng đồng này, bằng sắt này, rồi bằng kim cương nữa. Còn chả biết có kim cương nữa không. À mà mình làm quá vậy, đào được kim cương đâu mà kim cương. Rồi, chế tạo ra dây thừng này. À, dây thừng chế tạo từ cỏ với cả lá cây nữa. Đây này các bạn này. Đấy, cái dây thừng này thì chế tạo bằng lá cây. Nhiều thiệt sự luôn. Rồi, bây giờ là chế tạo ra cái bàn không nha các bạn nha. Rồi, bàn không. Ơ, lại phải khối đá. Ơ, trời ơi, cái đá của mình là đá đều quá. Lại phải đi đào cái đá khác này các bạn này. Mình thiệt sự luôn. Đây này, phải đi đào đá dưới này này thì nó mới được này các bạn này. Thấy chưa? Còn đá của mình đào ở mấy cái hang ấy là không phải luôn. Một này, hai này, ba. Rồi, chế tạo ra cái bàn không này. Xong rồi là cái búa đồng nữa chứ. Oh my god, từ phải lung nha. Lung đồng, đồng đâu rồi. Đồng cho vào đây. Than cho vào đây. Ok. Từ từ, nhiều quá. 33 luôn. Sang cái lò bên này. 40 khối đồng. Hết than luôn. Bây giờ là chế tạo ra cái bàn không này các bạn nè. Đây, một cái bàn không, hai cái bàn không. Ok, rồi. Hai cái bàn không thì mình sẽ đặt ở đâu ta cậu đây. Đây, một này, hai. Trời ơi, một cái bàn kiểu đâu gỡ chân nó chưa có cái gì cả.
Tí nữa là thằng phải chế tạo ra cái búa titan này. À quên mất, cái búa bằng đồng này, xong rồi cái búa bằng titan này, hay là bằng sắt nhỏ, bằng sắt này, xong rồi một cái búa bằng titan. À vẫn phải chế tạo thêm một cái bàn nữa. Ui giời ơi, mệt thiệt sự luôn. Thế là thằng lại thiếu đá rồi các bạn. Thắng lại thiếu đá mất tiêu rồi, lại phải đi đào đá này. Tính là hơi bị sai. Và đây là cái bàn thứ 3. Ok, tổng cộng chúng ta có 4 cái bàn chế tạo để chế tạo hết tất cả các đồ trong mini ua này. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy đồng ra này, lấy hết đồng ra này, chế tạo ra. Ui, mình còn que không ta? À, mình còn gỗ mà. Đây, chế tạo ra que gỗ đã. Đó, các bạn thấy chưa? Cuốc chim bằng đồng này. Nhưng mà mình cần đây, cái búa đồng nhá. Ok, chế tạo cái cây búa đồng. Đâu rồi? Đây là cây búa đồng. Rồi, bây giờ đập lên cái bàn này sẽ thành cái bàn chế tạo đồng. Đó, ghê chưa? Ghê bình thường thôi, rắc rối quá đây. Rồi, khi mà có đồng rồi thì chúng ta sẽ dùng cái bàn chế tạo đồng này. Chúng ta chế tạo ra cái lò lung bằng đồng đây nữa này. Khổ quá, mệt dã rời luôn. Mình đặt ở đâu bây giờ? Đây, mình đặt bên này luôn nha. Một này, chế tạo hẳn hai cái bàn đồng đi. Đây này, ok, có luôn. Rồi, thì cái lò đồng này chúng ta mới lung được sắt nha các bạn nha. Ui, ui, thằng hết mất than rồi. Thôi, quay trở lại lấy than thôi. Bên này nữa. Thôi, biết thế này, đào nhiều than tốn than quá, nhiều lò lung tốn than quá. Cho vào đây, ui. Oh my god, tốn gấp đôi than luôn này. Ý, 4 khối sắt, 5 khối sắt này, cái lò bên này nữa. 9 khối sắt, 10 khối sắt này. Bây giờ thì lại chế tạo ra một cái búa sắt. Rồi, cái búa sắt này, ok. Rồi, thằng cầm cái cây búa sắt này. Đây rồi, thằng sẽ đập vào cái bàn. Đây. Đó, thì nó sẽ có một cái bàn chế tạo ra những cái vật liệu bằng sắt. Rồi, bây giờ thì thằng lại phải chế tạo ra cái cuốc chim bằng sắt này. Ok, thằng sẽ đi đào titan nha các bạn nha. Đào titan để chế tạo ra cái bàn bằng titan. Các bạn thấy chưa? Nó lắm chuyện thật đấy. Ui, trời ơi. Thằng phá nhầm cái cây hoa của con bướm kia rồi. Chắc nó là giận thằng này. Titan trên đảo bay rất là nhiều luôn nhá. Đây nữa này. Một khối nữa. Thêm một khối nữa. Đây này, ta sẽ đào cái khối này ra nhá. Wow, có gì nè. Ui. Đóng cửa lại, leo leo vào đi, leo leo ba cái con này. À, thì ra bọn nó là cái khối đỏ đỏ này. Nào, chúng mình vô đây. À từ từ, mình sẽ chế tạo cái thanh kiếm sắt đã. Định uổng mình à? Lao 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 lao. Bây giờ là thằng sẽ đi lấy phân lợn và trồng cây bông nha. Để bón cho nó nhanh lớn. À đây đây đây. Đấy các bạn nhìn này. Ui, vẫn chờ để oánh mình mày ghê mà. Mấy cái tên này sợ. Còn một tên nữa các bạn. Còn một tên nữa nó đang láo ở đâu này. Nhưng mà đây các bạn ơi, nhìn này. Ui, sắp bay láo cá. Ý, thằng vừa mới mua con này đó. Thằng lạp xu để mua các bạn ơi. Về triệu hồi lại. Ui, xịn chưa, xịn chưa, xịn chưa. Nào, lên xe. Oh my god các bạn ơi. Bay xuống nào. Ui, chú. Ý, xịn chưa, xịn chưa. À đây, mấy cái em lợn đây rồi. Thằng sẽ bón phân cho nó để nó ị ra phân cho thằng nha. À quên mất, thằng sẽ bón hạt giống cho nó. Đấy, lại quên là bón phân cho nó. Nào, là ốc. Cái con này, đây rồi. Tưởng con này chơi hạt giống của mình nha. Đấy, đấy. Lỡ là, lỡ là. Ui, cái gì vậy? Mấy cái tên này thích quýnh nhau nhỉ các bạn nhỉ. Ủa, hai tên luôn. Hai tên luôn, sợ quá, ba tên luôn. Ui, ba tên luôn, này thì ba tên này. Ba tên này, vào đây. Sao bây giờ sinh tồn rất là nhiều mấy cái tên dã nhân này nhá. Ban ngày cũng có nhiều luôn. Nào 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 nào. Thắng là thắng, còn thiếu hai cây nữa thôi. Hay là một cây nữa thôi, cứ trồng cả ba đi. Ok, rồi, phân lợn này. Lớn nào, lớn nào, lớn nào. Ơ, ui, tốn thực sự luôn. 2, 3, 4. Ui, may quá vừa hay được hai cây luôn. Bây giờ thu hoạch cây này là phải dùng rìu nhá các bạn nha. Mình là mình có mỗi rìu đá này. Tí nữa là thắng sẽ làm cái rìu sắt. Vậy là xong, đã có ngay một cái in cưỡi nha. Bây giờ là sẽ về chế tạo in cưỡi là xong xuôi thôi. Với cả quả dại nữa. Lúc sáng là thằng thấy ở trên này có một con bò này. Đây 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 các bạn ơi, đây 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 đây. Nhưng mà nó lại ở đám mây. Rồi thằng sẽ xây đường để cho nó ra chỗ thắng nha. Ui, thế này thì nó có đi ra đây không nhỉ? Đấy các bạn ơi, đây đây đây. Xây nha, nếu không là nó bị ngã xuống bây giờ. Ê. Ơ. Ô. Sao gần chỗ này là không được? Đây rồi các bạn ơi, quá dại của mình. Úi dại ơi, nhìn này. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, ghê chưa, ghê chưa. Rồi, gần lại đây. Thế là thắng có thể làm ruộng ngay cạnh nhà của thắng được rồi. Nào.
cho mi ăn này, cho mi ăn này. Ui, ăn đúng hai quả dại thôi là nó thuần hóa được nó luôn này các bạn này. Cho ăn quả lửa này, cho ăn quả lửa này. Rồi bây giờ là thằng sẽ lấy cái yên cưỡi ra nhá. Ơ, đây này, yên cưỡi của mình đây rồi. Thằng sẽ cho lên lưng của nó. Ê, đâu nhờ, cái cuốc cạo đâu rồi, đây. Ui, ghê chưa? Thế này đã thành một cái con bò cầy chưa? Xịn chưa? Nào các bạn ngồi lên nó này. Ui, cầy nhá. Ui, chỗ này có nhiều hoa quá, mình cầy có được ta. Đây, góc nhìn này. Xịn chưa, xịn chưa? Nhưng mà thế này cũng không đỡ mệt các bạn nhỉ, chắc chỉ đỡ đói thôi. Bởi vì là mình cầm cuốc mình xới, mình đi đến đâu thì mình xới đó, thì cái con bò lại thế là cũng đi tới đâu nó xới tới đó. Ui, nhưng mà chắc nó nhanh hơn đó. Ui, ê, mấy cây hoa kia không bị xới lên à? Ui, xịn chưa, xịn chưa, xịn chưa? Bên này nữa này, một cái ruộng to sữa mơ luôn. Ui, thế là thằng hỏng mất cái cuốc làm ruộng rồi. Hỏng mất cuốc làm ruộng là nó không được cày được nữa, là nó không cày nữa. Rồi thằng sẽ xây một cái chuồng cho nó nha, không là nó đi mất tia mà không cậu em. Không biết là có đi không ta. Từ đây thằng sẽ ra đây xây chuồng cho nó này. Mà bây giờ thuần hóa nó rồi nó còn không cả theo. Ơ mà mình cưỡi được nó mà. Nè nè. Rồi quên không chế tạo cổng rồi. Ui. À, cho mày vào chuồng, bò ơi, vào chuồng thôi bò ơi, bò ơi. Mắc tán á, mày quá không mắc tán á. Ý, uầy. Thôi sao các bạn ơi, trời mưa mất tiêu rồi. Thôi. Ok các bạn ơi, vậy là hôm nay thắng đã có một con bò giúp thắng làm ruộng rồi. Từ bây giờ thắng không phải cầm cuốc đến cào 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 xới 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 đất nữa, mà thắng chỉ việc ngồi trên lưng của nó đợi nó xới đất xong thì thắng sẽ xuống gieo hạt thôi. Bây giờ là sẽ kết thúc cái video của thắng tại đây nha, và hẹn các bạn tất cả các bạn trong cái tập sau. Còn bây giờ là goodbye.